Số tương ứng với các phần màu sắc của hình <laughs> Đáp án của tôi là Như vậy, phân số có thể biểu diễn cho nhiều hình khác nhau Miễn là các bạn phải chia nó ra được làm các phần bằng nhau nha Có thể là diện tích, là khối lượng, là thể tích Phần màu cam và màu xanh đều bằng 3 phần 6 nè Chúng hoàn toàn không có hình dạng như nhau. Nhưng các phần bằng nhau trong trường hợp này là diện tích bằng nhau nhè mấy đứa. Wow. Cô ơi, viết là 1 phần 2 được không ạ? À? Ai, ai vừa nói đấy? Dạ, em ạ. À. 10 điểm kiểm tra miệng ngay và luôn. Quan sát tốt. Mấy đứa nhòm nè. Chứng minh cho nó đàng hoàng. cả tử và mẫu của 1 phần 2 sẽ nhân với 3. Bằng 3 phần 6 rồi nè chúng ta có thể ép phân số 3/6 giảm cân. Chia cả tử và mẫu phân số này cho ước chung là 3. Bằng 1/2 rồi nè. Sao lại là số 3 mà không phải là số khác hả cô? Số 3 có thể giúp tạo ra mẫu số là 6. Và cũng chính là số biến mẫu số 6 trở thành mẫu số 2. Nhớ, cả tử và mẫu cùng nhân và chia cho một số nhé. Thế làm sao để biết hai phân số có bằng nhau hay không hả cô? Bỏ máy chia phải không cô? Đó là một cách Nếu không bấm máy thì chúng ta làm sao? Tính tay được không cô? Chơi luôn. Nhóm thằng kế bên. Chơi luôn, mà hên xui nha. Có một cách nữa, 10 sẽ bằng 2 x 5. 8 bằng 2 x 2, x 2. Chúng ta có sự khác biệt ở đây. Giờ thì làm cho mẫu giống nhau, hay gọi là quy đồng mẫu số. Tử cũng phải giống thế. Chúng ta đã có những bộ số mới rồi, la la. Giờ so sánh được chưa mấy đứa? Cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.